đến cầu Phú Mỹ thuộc quận 7, tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài, đồng thời cố gắng dập lửa xong không được. Ngọn lửa sau đó bao trùm đầu xe, cháy ngùng ngục, cột khói bốc lên cao hàng chục mét. Xe container cháy dữ dội ở cầu Phú Mỹ, cột khói cao cả chục mét. Đại án đăng kiểm, 84 bị can bị đề nghị truy tố đến khung tử hình. Lên mạng tìm của lạ, người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng khám xét nhà riêng Phó Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh. Lại xảy ra tai nạn giao thông chết người trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Xe container cháy dữ dội ở cầu Phú Mỹ, cột khói cao cả chục mét. Sáng 28 tháng 3, đang di chuyển trên đường thì tài xế buộc phải nhảy xuống xe bởi đầu xe container bất ngờ cháy trên cầu Phú Mỹ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy bùng lên vào 6 giờ 30 khi đó, xe container chạy trên đường Võ Chí Công hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 7. Đến cầu Phú Mỹ thuộc quận 7, tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài, đồng thời cố gắng dập lửa xong không được. Ngọn lửa sau đó bao trùm đầu xe, cháy ngùng ngục, cột khói bốc lên cao hàng chục mét. Một đoạn đường cũng bị ủng ứ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 đã điều động phương tiện cứu hỏa và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy, nhưng đầu xe container đã bị thiêu rụi. bị đề nghị truy tố đến khung tử hình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021. Đặng Việt Hà, nguyên cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam và 131 đồng phạm về tội nhận hối lộ. Trong đó có hai nguyên cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam và 82 đồng phạm đề nghị truy tố tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người nào nhận hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 20 năm, trung thân hoặc tử hình. Theo hồ sơ vụ án, bị can hình và Hà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chi tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm Việt Nam, các chi cục, trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền đặc biệt lớn. Theo kết luận điều tra, bị can Trần Kỳ Hình nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Quá trình điều tra, ông Hình khai từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021, bị can này được ông Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng VAR, chia cho 60 triệu một tháng và tổng cộng là 1,68 tỷ đồng. Còn bị can Trần Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 31,1 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 là 7,6 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Khai với nhà chức trách, ông Hà nói từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 đã chỉ đạo Trần Anh Quân và phòng kiểm định xe cơ giới đặt lợi ích của mình lên trên hết. Theo đó, ông Quân đã chia cho ông Hà số tiền 400.000 đồng một bộ hồ sơ thẩm định đạt. Ông Hà đồng ý với mức ăn chia trên. Trong thời gian trên, phòng kiểm định xe cơ giới đã thẩm định và cấp 13.888 giới chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. Số tiền ông Hà được quân chia là 5,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Hà đã trả lại số tiền 5 tỷ đồng. Đồng thời, bị can này cũng chỉ đạo thuộc cấp đưa 100.000 đô la Mỹ cho ông Nguyễn Văn Trung để nghe ngắm thông tin liên quan tới vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và bị chiếm đoạt. Lên mạng tìm của lạ, người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng. Ngày 28 tháng 3, tin từ Công an tỉnh Bình Định, Ngày 24 tháng 3, ông Nam quê ở tỉnh Gia Lai đi công tác ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, ông Nam kết bạn với một tài khoản Facebook có tên là Bạch Bạch để làm quen. Trong quá trình nói chuyện, tài khoản Bạch Bạch yêu cầu ông Nam chuyển qua ứng dụng Telegram nói chuyện kín đáo để thỏa thuận dịch vụ mua bán dâm. Ông Nam được gửi một đường link trên Telegram là hoài lệ để kết bạn. Sau đó, tài khoản trên gửi tám hình cô gái trẻ đẹp để ông Nam lựa chọn hai người. Tiếp đó, người này yêu cầu thanh toán 160.000 đồng để tạo thẻ hội viên mới và dễ dàng hẹn hò với các cô gái đã được chọn lựa. Đồng thời nhắn số tài khoản của một ngân hàng, chủ tài khoản tên là Hà Thanh Tùng để ông Nam chuyển vào. Nghĩ chỉ có 160.000 đồng nên ông Nam chuyển tiền ngay vào số tài khoản trên. Lúc này, tài khoản Hoài Lệ tiếp tục gửi cho ông Nam đường link ứng dụng Telegram có tên là Trân Trân Candy và yêu cầu ông nộp 1 triệu đồng để bình chọn bước 2. Ông Nam làm theo và nhận lại được 1,1 triệu đồng. Thấy con mồi sập bẫy, tài khoản Hoài Lệ hướng dẫn cho ông Nam chuyển 5 triệu đồng để bình chọn bước 3 nhằm hoàn tất việc cấp thẻ hội viên và sẽ nhận lại tiền. Thấy gửi tiền có lãi lại có thẻ hội viên nên ông Nam làm theo. Tuy nhiên sau khi nộp tiếp 5 triệu đồng, tài khoản Hoài Lệ báo tài khoản của ông Nam bị lỗi, yêu cầu tiếp tục nộp thêm 20 triệu đồng để hoàn tất việc bình chọn bước 3 và nhận lại tiền. Bằng chiêu trò như vậy, ông Nam liên tiếp chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản trên từ nhiều số tài khoản của ông và người thân với mục đích cố gắng lấy lại số tiền đã chuyển ban đầu. Khi đối tượng lừa đảo đề nghị chuyển số tiền lên đến 1 tỷ đồng, lúc này ông Nam mới tỉnh ngộ, nhận ra mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an. Clip Người dân sốc nặng khi câu được sinh vật có hình dáng kỳ lạ nhiều người đã sốc nặng khi nhìn thấy hình dáng của sinh vật biển được câu ngoài khơi đảo Coney ở thành phố New York, Mỹ. Đoạt clip ghi lại sinh vật có hình dáng kỳ lạ được đăng tải lên TikTok và đã thu hút được 34,6 triệu lượt xem. Con vật này được nhiều nhà sinh vật học trên mạng suy đoán là một con mực hoặc có lẽ là một sinh vật chưa được biết ở vùng nước sâu. Những người khác lại cho rằng nó có điểm giống với Demogorgon trong Stranger Things. Tuy nhiên, nó là một thực thể sống thực sự. Sau khi điều tra sâu hơn, tôi thấy một số người đã xác định nó là một loài cá sụn. Đối với tôi, điều đó nghe có vẻ đúng. James Macklin, người phụ trách cấp cao của bộ sưu tập cá tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London nói. Loài này tương đối phổ biến trên hầu hết các bờ biển Đại Tây Dương và Vịnh của Mỹ. Mặc dù chúng không phải là mục tiêu trực tiếp của ngư dân, nhưng thi thoảng vẫn vướng vào lưới. Mặc dù vậy, vẫn có một số người không tin rằng hình ảnh được đăng tải trên Internet là loài cá sụng vì nó có hình dáng kỳ lạ hơn nhiều. Khám xét nhà riêng Phó Bí Thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh Sáng 28 tháng 3, Bộ Công an cho biết, ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các ông Lê Viết Chữ, Nguyên Phó Chủ tịch, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc. Cả hai ông cùng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Cũng trong ngày 27 tháng 3, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Theo ghi nhận, ngay trong chiều 27 tháng 3, lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc ở phố Quang Trung, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27 tháng 3, lực lượng công an và xe biển xanh xuất hiện tại nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh. Một lãnh đạo phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xác nhận, công an phường có tham gia bảo vệ để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở khu nhà riêng của ông Hoàng Anh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã rời khỏi khu vực phố Quang Trung. Ông Phạm Hoàng Anh, 49 tuổi, nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ như giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Tháng 9 năm 2017, ông được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Tại đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hoàng Anh được bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Lại xảy ra tai nạn giao thông chết người trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Rạng sáng ngày 28 tháng 3 lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu từ công an, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3 giờ cùng ngày, tại km 140 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Thời điểm trên, xe tải lưu thông theo hướng Bình Thuận đi Ninh Thuận, va và chạm vào đuôi xe đầu kéo kéo theo dơ móc đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm làm phần đầu xe tải nát biến dạng, tài xế xe tải tử vong ngay trong xe. Nhận được tin báo, đơn vị tuần đường cao tốc cùng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để đặt cảnh báo và điều tiết giao thông, đồng thời huy động xe cầu cứu hộ đến hiện trường. Công an huyện Tuy Phong đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, thụ lý vụ tai nạn theo thẩm quyền. Thời gian qua, trên cao tốc vĩnh hảo phan thiết liên tục xảy ra tai nạn giao thông trong đó có nhiều vụ tai nạn dẫn đến chết người đây là tuyến cao tốc được lưu thông 90 km h nhưng chỉ có hai làn xe không có làn rừng khẩn cấp cứ cách khoảng 7 đến 10 km mới có một điểm rừng khẩn cấp chỉ có chiều dài khoảng 270 m VN Direct khôi phục hệ thống, nhà đầu tư than không đổi được mật khẩu, lốt chậm. Chiều ngày 27 tháng 3, chứng khoán VN Direct thông báo đã khôi phục được hệ thống và đang tiến hành giả soát, đánh giá lại để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho khách hàng giao dịch tại công ty. VN Direct cũng cung cấp địa chỉ để khách hàng tra cứu số dư trên hệ thống My Account và khuyến nghị khách hàng đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập hệ thống. Đây là giai đoạn một trong bốn giai đoạn mà VN Direct công bố lộ trình trên trang web của mình. Như vậy, ngay từ chiều ngày 27 tháng 3, Khách hàng đã có thể tra cứu được trạng thái và thông tin tài khoản của khách hàng trên My Account của VNDirect. Trong giai đoạn 2, VNDirect sẽ mở lại hệ thống giao dịch tiền, giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cơ sở thông sàn với sở giao dịch. Trong giai đoạn 3, các sản phẩm tài chính khác đi vào hoạt động trở lại. Giai đoạn 4, VNDirect mở lại toàn bộ các tính năng khác. Ngay sau thông báo của VNDirect, các nhà đầu tư dồn dập vào tra cứu và đổi mật khẩu. Tuy nhiên, một số người đã gặp khó một nhà đầu tư cho biết, mình không đổi được mật khẩu vì hệ thống báo lỗi suốt. Trong khi đó, một khách hàng khác của VNDirect cho rằng công ty chứng khoán này mới chỉ mở hệ thống cho xem. Một khách hàng tên Đức chia sẻ vẫn đăng nhập được vào tài khoản và đã đổi mật khẩu. Theo nhà đầu tư này, có thể do có quá nhiều người vào nên hệ thống bị chậm. Trên thực tế, VNDirect cũng lưu ý các nhà đầu tư về tình trạng đăng nhập chậm có thể xảy ra. Cụ thể, do hệ thống mới vừa được khôi phục và lượng lớn khách hàng truy cập Lỗi có thể xảy ra và khách hàng phải chờ trang tải lại. Như vậy, vào thời điểm này, việc tra cứu tài khoản tại VNDirect có thể thực hiện được. Tuy nhiên, các nhà đầu tư quan tâm khi nào giai đoạn 2 được triển khai. Đó là giai đoạn quan trọng khi VNDirect mở lại hệ thống giao dịch tiền, giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cơ sở thông sàn với sở giao dịch chứng khoán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.